Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng nay ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du cục bộ có mưa vừa mưa to. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng từ 23 đến 25 độ vĩ bắc, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m nên trong chiều tối và đêm nay đến ngày mai ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Vùng núi và trung du cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các tỉnh như Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Quảng Ninh. Riêng khu vực Hà Nội trong đêm nay và ngày mai có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong khi miền Bắc mát dịu lui xuống khu vực Trung Bộ thì trưa nay dọc theo khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía Nam, rãnh áp thấp có trục khoảng từ 23 đến 25 độ vĩ Bắc kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên trưa nay và ngày mai ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 50 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 giờ đến 16 giờ. Cảnh báo tác động của nắng nóng do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thở mạnh nên có nhiều nguy cơ cao xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ nên bà con ở những khu vực này cần hết sức chú ý. Lưu xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong hôm nay có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến ngày ở Tây Nguyên từ 29 đến 32 độ, còn ở Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Sang đến ngày mai, thời tiết ở khu vực này vẫn lặp lại, không có gì thay đổi. Sau đây là diễn biến mới nhất của áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển khu vực Tây Thái Bình Dương. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên vùng biển khu vực Tây Thái Bình Dương đang hình thành một vùng áp thấp hoạt động mạnh và di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng đang tiến vào hướng Biển Đông nước ta. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Hoa Kỳ GFS của Mỹ dự báo đến ngày 21 tháng 8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 25 đến 27 km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng từ 26 độ Vĩ Bắc, 118,7 độ Kinh Đông và nằm trên khu vực vùng biển giữa Philippines và Đài Loan của Trung Quốc, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 1.100 km về phía đông đông bắc. Tại đây, theo như mô hình dự báo sớm của Mỹ GFS đã đưa ra với xác suất là 60%, áp thấp nhiệt đới này sẽ đi vào Đài Loan của Trung Quốc, còn lại 40% là di chuyển vào Biển Đông nước ta. Những diễn biến của vùng áp thấp này sẽ còn thay đổi, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết trong đất liền cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Sang đến thời tiết, khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông, rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.
nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Lưu xuống thời tiết, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, phía Nam có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, phía Nam có nơi trên 37 độ. Xuống đến thời tiết, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng phía Bắc từ 34 đến 37 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Cuối bản tin dự báo thời tiết hôm nay là dự báo thời tiết cho các vùng biển trên cả nước. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa thì 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa thì 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa thì 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa thì 10 km, gió nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa thì 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa thì 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa thì 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sắp tới.